Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm rất hay mang tên Yêu đương 4 năm, tổng tài không chịu cưới và cái kế kết mất vợ. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đính hôn được 4 năm, Hạ Dương vẫn không chịu cưới tôi. Hắn nói, không muốn chờ nữa thì có thể cút. Ngày hôm sau, tôi hủy hôn, rời khỏi Yến Thành, đi du sơn ngoạn thủy, kiếm niềm vui mới. Sau này chúng tôi gặp lại trên tiệc mừng thọ của bà cụ Hạ. Hắn luống cuống tay chân, lấy nhẫn ra, tôi lại lạnh nhạt thờ ơ rút sổ đỏ ra. Ngại quá, tôi kết hôn rồi. Với ai? Chú bảy của anh, Hạ Trạch Viễn đó. Cách đó không xa, người đàn ông mặc âu phục, đi giày ra, dạo bước tới, ôm lấy eo tôi. Sau này, cháu phải gọi cô ấy là thím bảy. Thôi bào quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tôi ngồi trên thềm đá lạnh như băng suốt một giờ, không ngừng gọi điện thoại cho Hạ Dương. Mãi chỉ nghe được những tiếng máy móc kia. Trước kia, tôi sẽ lo lắng đến an nguy của hắn. Nhưng nhiều lần như thế này rồi, thì tôi biết hắn chỉ đang không muốn tôi quấy rầy hắn mà thôi. Nhưng hôm nay là dỗ cha mẹ tôi, những năm trước, hắn đều cũng đi tào mộ với tôi mà. Cho dù có cáo giận, thì cũng nên bận tâm đến cảm xúc của tôi ngày hôm nay chứ. Tôi thất vọng nghĩ, quyết định không chờ nữa. Vừa mới đứng dậy, tôi lại trông thấy một thân ảnh từ xa đi tới. Đáy lòng tôi không khỏi vui mừng. Đến khi hắn tới gần một chút, thì tôi mới có thể nhận ra rằng đó không phải là Hạ Dương. Mà là anh em tốt của hắn, Lục Đình Châu. Tôi đến thăm chú gì, anh ta khom lưng, đặt hoa cúc xuống trước mộ, lại nói. Tiện thể, cho em xem cái này. Hắn lấy điện thoại ra, ấn mở video. Trong phòng bao tối mịt, áo sơ mi của Hạ Dương tháo một nửa. Cô gái trong lồng ngực hắn vô cùng quyến rũ. Cánh tay mảnh khảnh khoác lên trên cơ bụng hắn. Tôi biết gương mặt kia là tiểu hoa đán thầm ngư nguyệt mới nổi tiếng dạo gần đây. Nếu như tôi nhớ không nhầm, hạ thị nắm trong tay số cổ phần đủ để khống chế công ty quản lý cô ta ký hợp đồng trong lúc nói cười có người nhắc tới tôi à sướng mày với lê niệm cũng đã đính hôn nhiều năm rồi sao vẫn chưa chịu kết hôn vậy hạ dương liếc mắt nhìn thầm thư nguyệt một chút chậm giải đáp còn chưa chơi chán mày chơi nó như thế không sợ nó chạy sao hắn diễu cợt đâu ai thèm cưới nó đâu nó chạy được với ai chứ Châu mày kìa, lên niệm thật sự toàn tâm toàn ý với mày. Mà ai thì cũng có giới hạn riêng thôi. Mày đi quá giới hạn rồi thì không quay đầu lại được đâu. Người nói lời này là Lục Bình Châu. Video kết thúc, anh ta lại nói với tôi. Hôm qua chúng tôi chơi trên du thuyền. Mấy người còn lại thì còn chưa gặp bế nữa. Lần này cậu ta đúng là quá đáng. Tôi chỉ nói với em. Còn cụ thể làm gì thì em tự quyết định đi. Tôi giật mình đứng im tại chỗ chợt nhớ lại hôm trước vừa cãi nhau ở Mỹ với Hạ Dương. Nguyên nhân là sắp tới tiệc mừng thọ của bà nội hắn. Mà tự mình gọi điện cho tôi, hỏi thăm năm nay có thể dùng thân phận cháu dâu đến chúc thọ bà không? Tôi trêu mấy câu trả lời bà. Lúc Hạ Dương quay về thì tôi tiện nhắc đến việc kết hôn. Thái độ của hắn vẫn chán ghét như trước. Gặp gáp cái gì chứ? Em chỉ cần biết một ngày nào đó em sẽ trở thành bà chủ nhà họ Hạ. Như thế là đủ rồi. Nhưng một ngày nào đó là ngày nào ạ? Tính tôi khá mềm mỏng, ngay cả lúc tức giận thì ngữ điệu cũng không căng thẳng. Cũng có lẽ là do hắn chỉ chọn tôi làm lốp dự phòng. Nhưng cho dù tôi có cơ sở dịu dàng thì vẫn là chọc giận hắn. Nếu không muốn chờ thì em có thể cút đi. Sau đó hắn mất liên lạc. Không biết thầm thư nguyệt này có thể ở bên hắn được bao lâu. Tôi cứng nhắc nhách môi, nói lời cảm ơn Lục Đình Châu rồi lại hỏi hắn. Sao anh lại giúp tôi? Anh ta do so dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nói. Ờ ừ thì... Thật ra là tôi... Tôi vẫn luôn thích em. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ không theo đuổi em đâu. Dù sao thì tôi cũng chỉ là thằng tồi như Hạ Dương mà thôi. Lên niệm, tôi hy vọng em có thể hạnh phúc. Tôi sẽ... Thời khắc quyết định buông bỏ, trái tim tôi chợt trống rỗng không ít. Tôi gói ghém hành lý, khiến cho căn nhà cũng trở nên trống trải hơn, ngay cả những đồ vật chưa dùng đến đang để tại lão trạch hạ xa, tôi cũng mang theo hết. Chuyện tôi từ hôn đã kinh động đến già trẻ lớn bé trong hạ xa. Hạ Dương rời du thuyền, xong lại đến biệt thự bạn bè. Đang chơi bời được nửa thì lại bị cha hắn dẫn theo vệ sĩ kéo về. Chú Hạ đạp hắn quỳ xuống. Mày làm ra trò hay gì rồi? Nói cho rõ ràng đi. Hạ Dương cả người đầy men rượu, vẫn đang mơ màng. Cháu làm cái gì cơ? Cô lại mách lèo gì với bọn họ rồi? Hắn nổi giận đùng đùng nhìn về phía tôi. Tôi nhìn hắn chăm chú, lấy nhẫn đính hôn, vòng ngọc tổ truyền cùng với thẻ ngân hàng, từng món từng món đặt lên bàn. "Thưa chú gì, bà nội, cháu rất xin lỗi đã để mọi người phải thất vọng. Cháu nghĩ Hạ Dương chậm chạp không chịu kết hôn với cháu nhất định là có tính toán của mình, cháu sẽ không lãng phí thời gian lên người của anh ấy nữa. Sau này hai nhà chúng ta vẫn như trước." Chỉ cần mọi người không chê thì cháu vẫn là con, là cháu của mọi người. Chỉ là cháu và Hạ Dương coi như chưa từng có chuyện gì là được ạ. Nói là hai nhà, nhưng nhà tôi chỉ còn lại có một mình tôi. Từ năm 17 tuổi, cha mẹ tôi gặp tai nạn máy bay bỏ mình. Thế giới của tôi dường như đã sụp đổ. Mẹ của Hạ Dương, dì Trần và mẹ tôi là bạn thân. Hạ gia nhận nuôi tôi, lại cho tôi thêm một mái ấm. Tôi rất cảm kích bọn họ. Cho dù Hạ Dương đối xử với tôi như thế nào, thì tôi cũng sẽ không quên phần ân tình này. Lên niệm! Hạ Dương nổi giận, gầm lên một tiếng. Hắn vừa đứng lên, lại bị cha hắn đạp trở về. Hắn mở miệng lần nữa. Lần này giọng hắn mang theo vài phần nén chịu. Lên niệm! Cô lại làm loạn cái gì nữa? Dì Trần mắng té tát hắn. Còn còn không biết xấu hổ mà nói như thế nữa. Hôm qua là ngày rỗ cha mẹ của niệm niệm. Còn chết dí ở chỗ nào? Hạ Dương sừng sốt, ánh mắt thoáng chốc tỉnh táo hơn, dáng vẻ ngang ngược cũng bớt đi. Anh... anh xin lỗi. Nhưng em cũng không đến mức phải hủy hôn như thế chứ. Trong giới có ai không biết em là người phụ nữ của anh đâu. Ngoại trừ anh ra, em còn có thể gả cho ai nữa. Tôi không trả lời hắn, chỉ đứng dậy chào tạm biệt mọi người. Tự mình đến hủy hôn là vì bận tâm đến mấy vị trưởng bối. Còn về phần Hạ Dương, nói thêm một câu cũng thấy phí lời. Lên niệm hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này cả đời này cũng đừng hòng bước vào nữa thằng bất hiếu lão trạch từ lúc nào đến viên mày làm chủ chú hạ lại đạp hắn một cái nhìn thấy dáng vẻ chật vật dưới đất của hắn trong lòng tôi vui sướng tối hôm đó tôi lập tức mua vé đi tương tây lúc đến nơi trời cũng đã tối tôi đã đặt trước homestay trong khu thành cổ chủ nhà rất nhiệt tình chủ động nói sẽ đến đón tôi nhưng lúc tôi nhìn thấy chủ nhà tôi không khỏi trợn tròn mắt chú chú bảy nhân viên homestay liên lạc với tôi nói chủ nhà sẽ tới đón tôi nhưng không ngờ lại là hạ trạch viễn giờ phút này anh đứng dưới đèn đường ánh đèn rọi ngược tôi không nhìn rõ ánh mắt anh tôi chỉ cảm thấy có ánh mắt nóng rực rơi lên người tôi có tiến bộ đây một mình cũng dám du lịch ở đây cháu ngồi tàu cao tốc tới từ khi cha mẹ xảy ra chuyện tôi chưa từng đi máy bay đi du lịch hầu như đều có hạ dương đi cùng lần này tôi hạ quyết tâm muốn bản thân trở nên độc lập giỏi quá ha ngữ khí của anh mang theo vẻ trêu chọc anh vươn tay qua cầm lấy hành lý dám tự hủy hôn rồi còn dám tự đi du lịch một mình trời vừa mưa đường lát đá rất trơn tôi cẩn thận đi sau lưng anh thông tin chuyển nhanh đến thế ạ à? hôm qua bà vừa buôn cả tiếng với tôi nửa tiếng trước mắng cái thằng danh con kia nửa tiếng sau anh đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn tôi. Dục tôi tìm đối tượng. Mũi bị gió lạnh đột ngột ùa vào. Tôi không nhìn được mà hắt hơi một cái. Chú Bảy, chú vẫn còn độc thân ạ? À? Anh bày nhảy bên ngoài nhiều năm. Tôi không rõ chuyện tình cảm của anh lắm. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng tôi lập tức cực kỳ hối hận. Hạ Trạch Viễn khẽ cười mấy tiếng không rõ. Không biết có phải anh cũng hơi nhớ tới chuyện 8 năm trước không? Tôi chọn im lặng, cúi gầm đầu đi tới homestay. Nếu là em thì chọn phòng nào cũng được, ở bao lâu cũng được. Cảm ơn chú bảy. Tôi ngẩng đầu nhìn một vòng, mắt dừng lại ở căn phòng duy nhất cạnh sân thượng tầng 3. Chú bảy, phòng kia cũng khá được ạ. Anh lại khẽ cười, đấy là phòng tôi, nhưng em muốn ở thì cũng được. Tôi lúng túng chỉa ngón tay sang phía khác, chỉ bừa một căn phòng ở tầng 2. Phòng kia cũng được ạ. Anh xách hành lý cho tôi đến phòng, giúp tôi bật điều hòa. Đêm ở đây lạnh đấy, cẩn thận không cảm vâng chú bảy chú ngủ ngon nha thấy anh không định đi ra trong lúc nhất thời tôi hơi không biết nên làm sao hạ trạch viễn không trả lời tôi mà nghiêm túc đánh giá tôi lúc lâu sau mới mở miệng lê niệm giờ em độc thân rồi có thể tự do yêu đương hay hay em cân nhắc đến tôi đi tiếng mưa lại nổi lên ngoài cửa sổ bóng cây trúc đung đưa theo gió buổi chiều năm thi đại học cũng đổ một trận mưa rào Hạ Trạch Viễn đến trường đón tôi và Hạ Dương. Hạ Dương ném cặp sách cho anh rồi đi tụ tập với đám bạn. Trong xe chỉ có mình tôi và anh. Anh không lập tức lái xe đi, chỉ nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt. Lên niệm, em 18 tuổi rồi, có thể yêu đương. Hay là em cân nhắc tôi đi. Tôi nghe câu kia xong, lập tức đứng hình. Chú, chú Bảy, chú là trưởng, trưởng bối mà. Em không mang họ hạ, Tính trường bối kiểu gì đây? Tôi nắm chặt lấy móc treo điện thoại. Đây là quà tốt nghiệp tôi định tặng Hạ Dương trước khi tốt nghiệp. Tôi định tối nay sẽ tỏ tình với hắn. Chú Bảy, cháu có người mình thích rồi, nên giờ chưa cân nhắc đến được ạ. Trên mặt Hạ Trạch Viễn lộ ra vẻ bi thương. Anh không hỏi tôi người nọ là ai, nhưng nhất định có thể đoán được. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, không ít người Hạ ra trêu chọc tôi và Hạ Dương. Hạ Dương chưa từng kháng cự, tôi cũng thế. Ừ, tôi tỏ tình là chuyện của tôi, em từ chối là chuyện của em, vô cùng hợp lý. Đấy là câu cuối cùng anh nói với tôi. Từ đợt đó anh đề bộn nhiều việc, tôi cũng bận việc học hành, một năm không gặp được nhau mấy lần. Cho dù có họp gia đình thì cũng chỉ lên tiếng chào hỏi nhau. Mãi đến đêm nay tôi lại nghe được câu nói quen thuộc kia. Ừ, tôi đưa ra đáp án không giống với lần trước. Dù sao, tôi đã không còn người mình thích nữa. Hạ Trạch Viễn lại là người ưu tú, vẫn là người đáng giá nhất Hạ Gia. Là người khiến bà nội Hạ vô cùng đắc ý. Bà luôn gặp ai cũng khen, lúc nào cũng nói, không uổng công, mình hơn 40 tuổi vẫn sinh con, là món hời nhất đời bà. Hẹn hò với anh, tôi không lỗ. Ánh mắt của Hạ Trạch Viễn sáng rực, anh cong môi nói. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé. Vâng, chú Bảy. Em là bạn gái tôi, còn gọi tôi là chú bảy làm gì? Tôi nghĩ ngợi, người của Hạ gia có người gọi anh là lão thất, có người gọi là A Viễn, tôi chọn một trong đó vậy. A à, Viễn, ngày mai gặp nhé, niệm niệm. Lúc sắp ra ngoài, anh lại quay đầu lại, "Lúc nãy em nói muốn ở phòng tôi, hay là hay là em cũng cân nhắc thêm chút đi." Ánh mắt của Hạ Trạch Viễn như có thâm ý khác, như thợ săn đang dụ bắt con mồi vậy. Tôi mỉm cười, "A à, Viễn, Sao? Ngày mai gặp nha. Suốt cả đêm cơn mưa to lúc mưa lúc tạnh, trong cơn mơ màng tôi liên tục nghe thấy tiếng brum brum. Sáng dậy xem điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ từ Hạ Dương, tôi rời giường đi đánh răng rửa mặt không để ý tới. Vừa ra khỏi phòng, mùi đồ ăn thơm ngon nức mũi vờn quanh không khí lành lạnh bay đến. Hạ Trạch Viễn bưng hai bát nóng hổi tới, bên trên có mấy con tôm, chút cải xanh, còn có nửa quả trứng lòng đào nửa quà còn lại ở trong bát của anh mưa không thể tạnh ngay được ở đây có đồ nướng phòng karaoke board game em muốn chơi gì nào để tôi đi sắp xếp tối qua tôi ngủ không ngon không muốn làm mấy việc hao phí thể lực có dạp phim không hay là mình đi xem phim đi phòng tôi có hạ trạch viễn mỉm cười nhìn tôi con mồi chủ động nhảy vào lưới thợ săn bừng rỡ không thôi tôi điềm tĩnh nhai tôm không để ảo tưởng trong đầu lộ ra ngoài Xem trên điện thoại cũng được, em không kén chọn đâu. Chỉ là xem phim thôi mà, em cho rằng hạ trạch viễn tôi là ai chứ? Được rồi, vẫn là bị nhìn thấu. Chẳng qua, tôi vẫn cố giả vờ như thản nhiên. Có gì đâu, lên phòng anh thì lên, em nói em không kén chọn mà. Trong lúc tôi chọn phim thì Hạ Trạch Viễn chuẩn bị cả đống đồ ăn vặt cho tôi. Có lẽ đã quá lâu tôi không thoải mái như thế này. Phim mới chiếu được một lúc tôi đã bắt đầu buồn ngủ. Lê Niệm Hạ Trạch Viễn đột nhiên lên tiếng. Tôi miễn cưỡng ngoảnh đầu sang. Sao thế? Nụ hôn mãnh liệt đột ngột ập tới. Tôi không chống đỡ nổi. Cơ thể ngã ra sau. Hồng lại bị đỡ mạnh lấy. Ánh sáng từ phi mập mờ mập mờ. Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng cho tôi cơ hội để thở dốc. Hạ Trạch Viễn, anh lừa em. Anh làm bộ mặt vô tội. Chờ việc này ra, tôi quả thực đâu có làm gì. Làm gì có ai hẹn hò mà không hôn môi đâu. Vừa dứt lời, anh lại tiến đến gần. Điện thoại tôi lại không đúng lúc mà rung lên. Trên màn hình trói mắt hiện lên thông báo Hạ Dương gọi đến. Hạ Trạch Viễn với tay cầm lấy. Có gì nói nhanh đi. Đầu kia yên lặng một lúc. Chú Bảy, ngại quá, cho khỏi nhầm. Cúp máy được mấy giây, Hạ Dương lại gọi tới. Hạ Trạch Viễn lại một lần nữa, ấn loa ngoài. Cho tìm bạn gái chú, rốt cuộc là có chuyện gì? Phía bên kia lại rơi vào im lặng. Sau đó chuyển đến tiếng gào thét chói tay. Hạ lão thất, Đấy là hôn thê của cháu đây. Hạ Trạch Viễn không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại lại rung lên mấy lần anh không nghe, tôi cũng không nghe. Trong giây phút này, tôi đã tưởng tượng ra được dáng vẻ của Hạ Dương đang kích động như thế nào. À Viễn, người trong nhà biết quan hệ của mình thì sẽ phản ứng như thế nào? Tùy nói ngày hủy hôn, người của Hạ Gia đều dăn dạy Hạ Dương, nhưng bọn họ vẫn là người một nhà. Đường đường là Hạ Gia, lại bị một con bé mồ côi hủy hôn, Tin tức chuyển đi thì cũng vô cùng mất mặt. Bọn họ ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng hẳn là oán trách tôi lắm. Hạ Trạch Viễn lại hôn tôi hồi lâu, rồi mới nói. Dù là phản ứng như thế nào, thì em cũng không muốn giấu giếm bọn họ, đúng không nào? Tôi cũng hơi hết cách, khẽ gật đầu. Lúc hủy hôn, đường đường chính chính, lúc yêu đương thoải mái, đây mới là lê niệm tôi biết. Từ lúc cha mẹ qua đời, tinh thần tôi luôn xa sút u sầu, mấy năm nay tôi vẫn luôn gửi gắm tình cảm của mình lên hạ dương cuộc sống của tôi luôn uất ức chật vật nhưng tôi nên sống một cuộc đời tự do thoải mái mới đúng a à, viễn em còn nhớ trước kia chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều sao anh lại nhìn ra được đấy chẳng qua là em nghĩ vậy thôi y anh là sao chứ hôn tôi chút đi rồi tôi kể cho em nghe hạ dương giống như là bị khủng nặng vậy thỉnh thoảng lại lên cơn được một ngày yên tĩnh đến nửa đêm lại bắt đầu oanh tạc điện thoại của tôi tôi không chặn anh là nghĩ cho người hạ gia không muốn quá tuyệt tình nhưng anh lại thật sự cho là tôi không dám có đúng không em còn mẹ nó em hẹn hò với chú bảy rồi sao còn nói là chưa đủ tuyệt tình giọng của hạ dương vừa khàn vừa buồn bã tôi khẽ giật mình anh khóc đấy hả đầu kia vang lên tiếng leng keng anh và thẩm thư nguyệt chỉ là chơi đùa mà thôi đã bao giờ anh để người ngoài lề nháo loạn trước mặt em đâu niệm niệm em chỉ đang cố tình chọc giận anh thôi có đúng không sao em có thể hẹn hò với chú bảy của anh được chứ chú ấy cũng là chú bảy của em mà hai người làm như vậy chẳng phải là có lỗi với liệt tổ liệt tông quá sao hóa ra là uống nhiều quá vốn định mắng hắn một trận nhưng nghĩ lại tôi phí lời với con ma men để làm gì tôi trực tiếp tắt máy đi ngủ sáng ngày hôm sau cửa phòng bị gõ vang vừa hé cửa ra hạ trạch viễn đã chen vào Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta di chuyển trận địa. Ờ, à, sao, sao, sao cơ ạ? À? Anh ôm chặt lấy tôi, trên áo gió dính đầy khí ẩm, trong ngực lại vô cùng ấm áp. Sáng nay bà nội gọi tôi, tên nhóc Hạ Dương kia định đến Tương Tây tìm tôi, nên bà nội nhờ tôi an ủi thằng nhóc đó. Tôi nói thằng danh con đó không phải đến giải sầu, mà là đến bắt người tính sổ. Lời còn chưa nói xong thì bà nội kinh hỉ quá độ nên phải uống thuốc huyết áp rồi. Tôi không khỏi căng thẳng. Bà nội không có sao chứ? Trong lời của Hạ Trạch Viễn lại lộ ra ý cười. Bà rất vui đấy, bảo tôi phải dẫn em về vào tiệc mừng thọ. Vòng tay của bà cuối cùng cũng có thể truyền đi rồi. Vòng ngọc tổ truyền ý ạ? À? Nghe nói mỗi khi bà nội sinh một đứa con sẽ đánh một chiếc vòng ngọc. Nếu sinh con gái thì để làm đồ cưới, nếu sinh con trai thì để làm sính lễ. Vòng lần trước dì Trần cho tôi cũng là bà nội truyền cho dì. Trong tay bà nội hạ còn lại một chiếc vòng cuối cùng giữ lại cho vợ của hạ trạch viễn. À viễn, em nhất định sẽ đi chúc thọ bà nội, cũng sẽ thừa nhận đang hẹn hò cùng anh. Nhưng mà vòng tay... em sợ là không thể nhận được rồi. Trong phút chốc, anh thoáng vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh anh lại mỉm cười. Ừ, chúng ta cứ đi từng bước một thôi, dù sao thì có vài việc, phải thử thì mới biết có vừa ý hay không. Không nên chọc đàn ông lúc sáng sớm. Tôi vội vàng nói sang chuyện khác. Nãy anh bảo muốn chuyển chỗ khác, mình chuyển đi đâu thế? Tôi còn mấy căn homestay khác nữa, chúng ta cứ đi thẳng về phía Tây, đi đại lý trước, rồi đến La để thằng nhóc kia chạy một vòng. Đợi thêm hai tháng nữa, đến tiệc bừng thọ của bà nội rồi gặp mặt nó sau. Đến lúc đó... Đáy mắt của Hạ Trạch Viễn bỗng trầm xuống, không tiếp tục nói nữa. Tôi hỏi ngược lại, anh sợ em bị hắn đoạt về đấy à? Niệm niệm, vậy để em xem khoảng thời gian này anh biểu hiện ra sao ha? Ví dụ như thu dọn đồ giúp em chẳng hạn. Anh bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều. Ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy trên người Hạ Dương. Trước giờ Hạ Dương luôn kiêu căng ngỗ ngược. Có đôi khi cũng sẽ trêu chọc tôi cười. Nhưng hắn vẫn luôn coi mình là trung tâm. Như là một cậu trai chưa lớn. Dục vọng chiếm hữu của Hạ Trạch Viễn tuy ngang ngược. Nhưng lại vô cùng dịu dàng. Tôi hình như dần dần bị đắm chìm vào trong đó mất rồi hạ dương chạy tới tương tây không thấy chúng tôi dưới cơn nóng giận đã đập phá homestay của hạ trạch viễn lúc nhận được tin nhắn nhân viên gửi tới chúng tôi đang đạp xe bên bờ sông nhị trên đường đi qua một trấn nhỏ chúng tôi lại dừng lại để nghỉ ngơi hạ trạch viễn bình tĩnh trả lời cứ để cho nó phá đợi nó phá xong rồi thì thống kê thiệt hại rồi tổng hợp gửi cho tôi trong lúc này cứ chấn an khách hứa cần hoàn tiền thì cứ hoàn cần xin lỗi thì cứ xin lỗi nếu nó hỏi tung tích của tôi thì cứ nói tôi đi Tây Tạng. Tôi suýt nữa thì bị sặc nước chai cây. Đợi đến lúc đó đuổi tới Hà Sa, phát hiện chúng tôi căn bản không đến đó, chỉ sợ nó sẽ phá ác hơn. Hà Trạch Viễn nhướng như mày, nét mặt gian trá. Đương nhiên tôi sẽ tìm cha nó để tính sổ. Theo tính của anh trai tôi, không chỉ cắt thẻ của nó đâu mà còn phải đập cho nó một trận. Tôi nghe mà Hà giận, tâm trạng rất tốt, gỡ một miếng cá dơ lên bên miệng anh chỉ thấy mặt anh cứng đơ yết hầu khẽ co giật nhìn về phía tôi như tôi mới là miếng cá kia vậy em thường cho tôi vì tôi biểu hiện tốt sao niệm niệm tôi muốn phần thưởng lớn hơn nữa tôi muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên cạnh em gió nhẹ thổi lướt qua tôi vuốt lại chỗ tóc loạn nhỏ giọng đáp ừm chúng tôi du sơn ngoạn thủy mãi đến hai tháng sau một ngày trước tiệc mừng thọ của bà nội chúng tôi mới về yến thành thời khắc bước xuống khỏi tàu cao tốc tôi cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy anh nắm chặt tay tôi chỉ lúc nữa thôi sẽ không thể hối hận được nữa tôi muốn cưới em nhưng vẫn sẽ tôn trọng em xe đang đi trên đường về phía cục dân chính phòng cảnh ngoài cửa sổ lướt qua trong đầu tôi cũng hiện lên rất nhiều cảnh tượng có lúc là khi anh nấu bữa sáng cho tôi có lúc lại là khi anh hôn tôi trong căn phòng tối mịt lại có lúc ở bờ sông nhị ở Hồ Nam, ở Ô Trấn, trên núi Trường Bạch. Cùng anh ngắm nhìn sông núi Biển Hồ, và đường dốc này nhưng lại thong dong tự tại. Trái tim tôi đã chấp nhận anh rồi. À Viễn, em nguyện ý. Tiệc mừng thọ được tổ chức trong Lão Trạch Hạ Gia. Hơn nửa nhân vật tiếng tăm trong Yến Thành đều tới. Chỉ không thấy mỗi bóng dáng của Hạ Dương. Hạ Trạch Viễn dắt tôi đến kính trà cho bà cụ. Bà cụ kích động đến mức nước mắt rơi đầy mặt run rẩy đeo vòng tay cho tôi là thằng dương không có phúc khí bây giờ thì tốt rồi không thành cháu dâu ngược lại thành con dâu tốt lắm tốt lắm bà nội sau này con và a viễn sẽ luôn hiếu thuận với bà sao lại gọi là bà nội chứ tôi do dự mấy giây chậm rãi gọi một tiếng mẹ đã vài chục năm không xưng hô như thế trong chốc lát tâm trạng của tôi càng thêm phức tạp dì trần đi đến nhẹ nhàng ôm lấy tôi khóe mắt cũng hơi ươn ướt, ướt. Vốn tưởng rằng sẽ thành con sâu, ai ngờ lại thành em sâu. Có sao nói vậy, lão thất vẫn đáng tin hơn A à Dương. Đứa nhóc này, chọn khéo lắm đây. Sao Hạ Dương lại không đến thế ạ? À? Nó ở nhà nghỉ mấy hôm rồi lại chạy tới núi Trường Bạch rồi, không biết lúc nào mới về nữa. Tôi và Hạ Dương liếc nhau. Hẳn là hắn nghe được thông tin chúng tôi đang ở đó nên mới đuổi tới. Nếu sớm đã biết như thế này thì sao lúc trước còn như thế? Bữa tiệc tiến hành được một nửa, Hạ Dương xuất hiện. Âu Phục vàng phiêu, nhìn qua trông vẫn giống cậu ấm phong lưu chắc táng. Nhìn kỹ hơn, trên mặt hắn lại không ít tang thương. Hạ Trạch Viễn đang đi xạ rào với khách khứa. Tôi cảm thấy nhàm chán nên một mình ngồi ăn bánh ngọt ở một góc. Hạ Dương lập tức xông tới, ly rượu tôi vừa cầm lên, bị hắn giật lấy. Lê Niệm, ông đây tìm em hai tháng rồi, chừng nào thì em mới trở về đây. Tôi lấy lại ly rượu, nhấp cho nhuận học rồi mới nói chúng ta có quan hệ gì chứ sao tôi phải báo cáo với anh hắn ngần mặt ra ngữ khí lập tức dịu lại niệm niệm anh sai rồi anh không nên chơi đùa bên ngoài cùng với bọn họ ngày đó anh chỉ nói linh tinh thôi anh không thật sự muốn đuổi em đi em tha thứ cho anh có được không hắn quỳ xuống trước mặt tôi hèn mọn cầu xin hạ dương chuyện đã hai tháng rồi bây giờ tôi đã lời còn chưa dứt hắn đột nhiên luống cuống tay chân móc thứ gì đó trong túi quần ra hai tháng qua cho dù anh đi đến đâu cho dù là tương tây ha sa hay bữa tiệc ngày hôm nay anh vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn này niệm niệm chúng ta kết hôn đi ngày mai mình đi đăng ký kết hôn luôn chưa đợi tôi đáp lại hắn đã vội vã muốn đeo nhẫn lên tay tôi tôi dùng sức tránh khỏi hắn sau đó lấy sổ đỏ trong túi ra Bà cụ nói muốn tận mắt thấy giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, cho nên tôi đã mang theo bên người. Ngại quá, con người không chờ được, nên tôi đã kết hôn với người đấy rồi. Ánh mắt của Hạ Dương lạnh lẽo, không khí xung quanh hắn lạnh lẽo đến mức dọa người. Với ai? Đương nhiên là với chú bày của anh, Hạ Trạch Viễn. Cách đó không xa, người đàn ông mặc âu phục đi giày xa, dạo bước tới ôm lấy eo tôi. Đang nói chuyện gì thế? Không có gì, em đang nói chuyện với đứa cháu lớn nhà mình thôi, ồn vài chuyện ngày xưa ấy mà. Lê Niệm, còn mẹ nó, ai là cháu của em? Hạ Trạch Viễn cầm lấy sổ đỏ, quờ quờ trước mặt hắn. Sau này, cháu phải gọi cô ấy là Thím Bảy, trẻ người non dạ thì phải học phép tắc thêm đi. Hạ Lão Thất, cháu còn chưa tính sổ việc chú cướp vợ cháu đâu. Hắn vùng tay lên, định đấm móc vào cầm của Hạ Trạch Viễn, nhưng Hạ Trạch Viễn nhanh nhạy đưa tay cản lại. Muốn tính sổ có đúng không? Cháu đập hỏng 6 khu homestay của chú, dọa rất nhiều khách quý chạy mất, chi phí trùng tu, đồ dùng trong nhà, thiệt hại kinh doanh, tính qua qua cũng hơn 200 vạn đấy. Coi như cho cháu giá người quen, tính cháu 300 vạn, phần nhìn lên chút coi như là quả cưới tặng chú và niệm niệm. Món nợ này, cháu định khi nào thì thanh toán đây? Hả, thằng cháu? Hạ Dương cười khẩy, không phải chỉ là 300 vạn thôi sao? Tiền bồi thường thì thoải mái, còn quả cưới sao? Nằm mơ đi, Mắt của Hạ Trạch Viễn hơi sáng lên. Chú nhớ nhầm rồi, nợ nần chú bảo anh cà trả tiền rồi. Việc đã đến tay anh ấy, e là không phải vấn đề tiền ít hay tiền nhiều đâu. Cháu ở bên ngoài, anh cà không tiện đuổi tận giết tuyệt cháu. Nhưng giờ cháu về rồi, chắc chắn sẽ dạy cháu một trận đó. Trên mặt của Hạ Dương lập tức toát ra vẻ kinh hoàng. Hạ Trạch Viễn, chú có bản lĩnh thì đừng gọi viện binh. Chúc cháu may mắn. Anh vỗ vỗ vai Hạ Dương, sau đó đỡ tôi dậy. Nếu mệt rồi thì mình về nghỉ ngơi sớm chút. Tôi khoác lấy tay anh. Anh có chắc là về nghỉ không? Thế nào? Tôi qua thử thấy không hài lòng hả? Nhớ lại mấy việc tối hôm qua, mặt tôi nóng lên, không nhịn được mà ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt nóng vòng của anh. Nhưng bàn tay anh đặt trên eo tôi thì lại càng siết chặt lại. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, chúng tôi sửa chữa lại biệt thự Lê gia, quyết định sau này sẽ sống ở đây muốn khuây khỏa có thể đến homestay hai ngày ba bữa bốn mùa cứ thế nhẹ nhàng sống bên nhau chúng tôi tự mình thiết kế tự mình giám sát bận rộn quên thời gian đảo mắt đã đến tết âm lịch đêm ba mươi tết tôi và hạ trạch viễn về lão trạch trên bàn cơm cả nhà cười cười nói nói trong không khí náo nhiệt chỉ mình cái mặt của hạ dương là không hòa hợp cha hắn trừng mắt nhìn hắn cái đồ suối quẩy sắp sang năm mới trưng cái mặt thối hoắc của mày ra cho ai nhìn vợ con bị người khác cướp mất cha nói xem con trưng cho ai nhìn đây con dám mạnh miệng sao thấy cha hạ chuẩn bị động thủ bà cụ mới lên tiếng đủ rồi đừng có cãi cọ nữa muốn cãi nhau thì hai cha con tự mình về nhà mà cãi nhau đi hạ dương cũng không bỏ qua tỏ vẻ đáng thương với bà cụ bà nội toàn bộ yến thành này đều biết lên niệm đính hôn cùng với con bây giờ lại đột nhiên gả cho chú bảy giờ tin đồn chuyển đi chẳng phải làm trò cười cho người khác sao bà cụ không đồng tình. Lúc trước truyền đi như thế nào? Niệm niệm muốn gà vào hạ gia có đúng không? Vậy bây giờ thì sao nào? Không phải niệm niệm vẫn gà vào hạ gia, cái này không phải là vẫn thế sao? Hạ Dương trợn tròn mắt, hắn định nói mấy lần nhưng rồi lại thôi, cuối cùng thì không nghĩ ra lời nào để phản bác. Bà cụ vẫn thương hắn, thấy hắn không vui, lại mở miệng khuyên giải. Quỳ cổ hạ gia chúng ta, người lớn tuổi thì kết hôn trước, cháu còn trẻ, chú cháu đã hơn 30 rồi, cháu đừng có tranh giành với chú nữa, Hạ Dương vô cùng nghi hoặc, nhà mình có quy tắc này từ khi nào thế ạ? À? Bà vừa đặt ra đây. Hạ Dương siết chặt hai tay, dường như đang cực kỳ cố gắng để kiềm chế lửa giận trong lòng, ai bảo hết lần này đến lần khác, người đối địch hắn luôn là bà nội hắn, hắn chỉ có thể nhịn thôi. Ăn cơm xong, hắn nhân lúc mọi người ra ngoài vòng khách hút thuốc, hắn kéo tôi đến ban công. Niệm niệm, anh thật sự sai rồi, em và Hạ Trạch Viễn vẫn chưa tổ chức hôn lễ, em cho anh thêm cơ hội nữa đi mà. Có phải anh mất trí nhớ đúng không? Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi. Sau khi lão trạch lê ra trùng tu xong, chúng tôi sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tôi sẽ nở mày nở mặt xuất xá từ nhà tôi. Không cần phải ở trong chung cư của anh. Khổ sở đợi 4 năm cũng không có kết quả. Hắn lo lắng nhìn tôi, cũng chẳng biết đang diễn cho ai xem nữa. Nhưng em và Hạ Trạch Viễn đã quen nhau được bao lâu đâu. Hai người mới quen được có 2-3 tháng. Lão giả kia còn hơn em 11 tuổi. Kết hôn nhanh như thế, em không sợ bị lừa à? Suy nghĩ của tôi dần bay xa. Ngày đó tôi hôn Hạ Trạch Viện xong, anh nói cho tôi biết. Ngay lúc tôi bước vào Hạ Gia, anh đã thấy tôi rất thú vị. Về sau, tôi dần dần lớn lên, tình cảm của anh dành cho tôi cũng dần dần thay đổi. Tầm vào khoảng năm lớp 11, trong một cuộc thi hát trên trường, tôi đã hát bài Thiên Thiên Khuyết Ca. Tôi hát tiếng Quảng Đông bập bẹ, nhưng cuối cùng thì vẫn giành được giải nhì Tôi nghĩ có lẽ tình cảm chân thành của tôi thật sự đã chạm tới ban giám khảo. Bài hát kia là bài hát giúp cha mẹ tôi yêu nhau. Lúc bọn họ còn đi du học, bọn họ đã từng song ca trong tiệc tối. Sau này, tôi cũng thường nghe thấy cha tôi ngâm nga bài hát này ở nhà. Đáng tiếc, sau biến cố kia, tôi rốt cuộc cũng không dám nghe nữa. Tôi vừa hát, vừa khóc, xuống sân khấu, vẫn không thể ngừng lại. Hạ Dương đưa khăn tay cho tôi. Khóc cái gì, không phải vẫn còn anh ở đây sao? Tôi nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt. Nước mắt lại không thể khống chế mà tiếp tục rơi xuống. Em muốn ở một mình một lúc. Ừ, có gì thì gọi cho anh. Hắn xoa xoa đầu tôi, xoay người quay lại hội trường. Tôi ngần người nhìn bầu trời lúc chiều muộn. Trong đầu đều là những hình ảnh hồi thơ ấu. Tôi còn nhỏ mà hát còn sâu sắc hơn cả người lớn tuổi như chú đây. Không biết, Hạ Trạch Viễn đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào Lúc anh lên tiếng khiến tôi kinh ngạc giật mình. Chú Bảy, sao chú lại ở đây? Chú bàn công chuyện gần đây. Mấy hôm trước, thấy Hạ Sương bảo này cháu biểu diễn nên tiện đường đến xem thôi. Ừ. Tôi vừa định lên tiếng đuổi khách thì anh lại nói. Có hứng học tiếng Quảng không? Tính cả đại học thì chú đã ở Hồng Kông 7 năm, dạy cháu dư xài luôn. Lời này lập tức dấy lên hứng thú của tôi. Tôi nghẹn ngào nói. Chú hát vài câu đi, cháu nghe thử trước đã. Anh khẽ cười, sau đó lập tức nghiêm túc ngâm nga. Sau này dù có cả ngàn ánh sao, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc mỹ lệ của đêm nay, cũng tuyệt đối chẳng thể nào khiến anh yêu thích như lúc này. Sau này anh nói cho tôi biết, lúc đó anh đã tỏ tình với tôi, chỉ là tôi nghe không hiểu. Cộng thêm tất cả mọi người đều bận rộn, tôi cũng không có nhiều cơ hội để học tiếng quảng với anh. Hạ Dương vẫn luôn ở đây anh không có cơ hội ở riêng với tôi. Sau mấy năm, quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn luôn luôn không vượt quá quan hệ chú cháu. Niệm niệm, em cũng thấy lời anh nói rất có lý có đúng không? Giọng của Hạ Dương kéo suy nghĩ tôi trở về. Tôi lườm hắn một cái, lý sự thì có, chỉ cần là người phù hợp, vài tháng cũng có thể kết hôn, nhưng người không phù hợp, dù mấy năm thì cũng không thể cưới. Lúc trước, tôi có thể bỏ anh sau này nếu anh ấy không tốt tôi cũng có thể bỏ anh ấy tôi sẽ vĩnh viễn có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu cũng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bởi vì tôi đã học được cách yêu bản thân lê niệm em nghe anh khuyên được không chú anh chính là con cáo già em cho là tại sao lục đình châu lại cho em xem video chứ hắn mở điện thoại lên ấn mở video cảnh tượng này sao trông quen quen thế chứ video lần trước góc quay chĩa thẳng vào lục đình châu lúc trước mày nói không ai thèm lấy cô ấy giờ sao rồi có con cáo già lấy rồi đó lần này thì mày hối hận chưa hạ dương tức giận nói đừng tưởng là tao không biết gì mày chỉ bảo mày không đành lòng nhìn lên niệm bị chậm trễ nhưng với cái đầu óc của mày sao có thể nghĩ ra cái chiêu quay video như thế này chứ đầu óc tao thì làm sao cái đầu tao chưa đủ đẹp trai hả trước khi lên du thuyền mày và hạ lão thất đã gặp nhau đúng không mày không nói tao biết còn giúp lão cáo già kia hay quá rồi Lục Đình Châu không chút hoang mang, giết điếu thuốc rồi thản nhiên thừa nhận. Vậy thì làm sao? Nếu tao không coi mày là anh em, vậy thì những thứ mày ăn không ở không đợt này, tính là tao từ thiện chắc. Hạ Dương túm chặt cổ áo anh ta. Mày dọa vợ tao giận chạy mất. Tao tiêu tí tiền của mày thì làm sao? Ai bảo mày không trân trọng? Tao mà có vợ như thế, tao có nâng niu trong tay cũng sợ mất đấy. Lục Đình Châu gạt tay hắn ra, khoác vai hắn thở dài. Tao với mày đều là cái loại đều cáng, Tao thì thích chơi gái, mày thì thích trêu gái. Chúng ta đều không xứng với Lê Niệm đâu. Chỉ có mỗi lão thất nhà mày. Tao thấy trông cũng được. Giao Lê Niệm cho chú ta, tao mới yên lòng. Mày yên tâm cái gì chứ? Hạ Dương đấm hắn một cái. Theo tiếng hét thảm của Lục Đình Châu, hai người nhanh chóng lan lộn một đống. Đoạn sau thì không có gì hay ho cả. Hạ Dương xoa lên cái chán xanh tím nghiêm túc hỏi tôi. Niệm niệm, giờ chú ta tính toán em như thế, tương lai nếu không yêu em thì người thiệt vẫn là em thôi. Em nhất định phải ly hôn với chú ta ngay đi. Sau đó kết hôn với anh sau. Không biết hắn ngu thật hay là giả vờ ngu nữa. Trong mắt lại hiện lên vẻ chờ mong. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Anh cứ chờ đi, chờ 4 năm, 10 năm cả đời. Nếu như không chờ nổi thì có thể cút. Hạ Dương mở to mắt, nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thì không nói gì cả. Xị mặt rời đi. Hắn vừa đi, Hạ Trạch Viễn đã đi ra ban công. Ánh mắt anh có điều gì đó là lạ. Em vừa mới nói, nếu anh không tốt thì sẽ bỏ anh sao? Em còn chưa hỏi việc video của Lục Đình Châu, anh ngược lại còn dám hỏi em sao? Anh đến gần lại hơn, ép tôi lên lan can. Vậy em có giận không? Tôi vươn hai tay, vòng ra sau gáy anh. Anh cho em có cơ hội bỏ anh không? Không. Vậy em không giận. Đồng hồ điểm 12 giờ đúng, trên bầu trời đêm ngập tràn từng đợt pháo hoa. Cùng lúc đó nụ hôn anh cũng rơi xuống. Trước hôn lễ, chúng tôi đến nghĩa địa thắp hương cho cha mẹ tôi. Lúc tới gần bia mộ, một lon bia lăn đến trước chân tôi. Hạ Dương đang ôm bia mộ cha mẹ tôi uống thả cửa. Chú gì ơi, niệm niệm nghe lời hai người nhất. Chú gì báo mộng cho cô ấy, bảo cô ấy gả cho cháu đi. Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy mà. Chú gì thích nghe nhạc đúng không? Cháu hát cho chú gì nghe, chậm chậm nhìn lại. Những đêm chúng ta còn thuộc về nhau, khó nghe muốn chết. Hạ Trạch Viễn kéo tên đàn ông vẫn đang mơ mơ màng màng kia lên. Niệm niệm, em trò chuyện với cha mẹ trước đi, anh đi vứt rác đã. Hai người đi ra sau bồn hoa. Ngay sau đó, vài tiếng kêu thảm chuyển đến. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt khóc chén về lại chỗ cũ. lau sạch vết rượu, đặt hoa tươi và bánh ngọt mẹ thích nhất lên. Cha, mẹ, con đã gả cho người đã dạy con hát bài Thiên Thiên Quyết Ca đây. Lúc Hạ Trạch Viễn quay lại, anh thờ hồng hộc xem ra vừa làm việc gì đó tốn sức nó còn sống cùng lúc đó sau bồn hoa vang lên tiếng thét gào khàn khàn hạ trạch viễn chú dám đánh cháu đích tôn của hạ gia bà nội sẽ không bỏ qua cho chú đâu hạ trạch viễn đáp lời lại cháu đoán xem quan hệ của chú với bà nội cháu là gì phía bên kia yên tĩnh hạ trạch viễn trình trang lại sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái cha mẹ để hai người cười rồi nhưng cha mẹ cũng thấy đó, từ giờ có con ở đây rồi, niệm niệm sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Hạ Trạch Viễn, chú dám bắt nạt tôi, tôi liều mạng với chú. Hạ Dương chợt bò ra khỏi bồn hoa, trên mặt lấm lem, người đầy đất, lúc này trông thật sự khiếp người. Nhưng hắn cũng chỉ mắng ngoài miệng thế thôi, cơ thể thì đang bò tới gần bia mộ như đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng, dưới đáy trồng lon bia, hắn lấy ra một cái kẹp cà vạt, tối hôm thi đại học xong, tôi đã đưa cho hắn lúc tỏ tình. lúc đó dì trần mới đặt may một bộ âu phục cho hắn, phối cùng với cái này rất hợp. chỗ này vốn đặt rất nhiều lon trồng lên nhau. lúc nãy tôi dọn không để ý tới cái này. chú dì, đây là tín vật đính ước niệm niệm đưa cho cháu. cô ấy nói muốn như chiếc kẹp cà vạt này, dù không đáng chú ý nhưng luôn có thể bên cháu mỗi phút mỗi giây. cô ấy lửa cháu. lời còn chưa dứt. Người này có lẽ say quá nên ngủ gục đi. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, tôi thấy cũng hơi chua xót nhưng vẫn không thấy đau lòng. Rốt cuộc là ai lừa ai trước chứ? Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn cha mẹ tôi ngày xưa kết hôn. Tôi mặc váy cưới cổ trang, quác tay chú Hạ và dì Trần. Bọn họ thay cha mẹ tôi, dẫn tôi giao cho Hạ trạch viễn. Dì Trần khóc ra nước mắt. Trong lúc khóc, còn nhỏ giọng mắng Hạ Dương vài câu. Khách hứa nườm nượp, Lúc mời rượu tôi mới nhận ra Hạ Dương không đến. Lục Đình Châu tặng quà tân hôn thay hắn. Chúng tôi không biết nó đi đâu. Nó chỉ để lại cái này thôi. Trong hộp là móc treo điện thoại đôi. Lúc tốt nghiệp cấp 3, hắn tặng tôi thò sen la lu Hắn nói trông rất đáng yêu, giống như tôi vậy. Lần này là móc điện thoại đôi Mickey và Mai cho tình nhân. Lục Đình Châu ngạc nhiên. Chết tiệt, nó ngây ngô vậy sao? Ký ức xa xôi lại ùa về lúc trước tôi thích hắn chính là bởi vì tính cách trẻ con ngây ngô tương phản với dáng vẻ ăn chơi bên ngoài của hắn cái cảm giác tùy tiện thoải mái đó khiến tôi hâm mộ cũng khiến tôi nhớ đến hồi bé tôi quá hoài niệm tuổi thơ của tôi cho nên mê luyến hắn rất lâu nhưng mà cuộc sống mà sẽ luôn có biến số điều tôi thật sự cần không phải chỉ là đứa bạn luôn đùa nghịch cùng tôi mà là một người bạn đời có thể nâng đỡ tôi đi về phía trước lòng bàn tay dần dần ấm áp Tôi không cần quay đầu lại cũng biết là Hạ Trạch Viễn đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Lúc trước vì u sầu, công việc tôi luôn luôn đứt quãng, cũng coi như tách rời với xã hội. Kết hôn xong, tôi lại lần nữa bắt tay vào công việc. Nghĩ đến khoảng thời gian du lịch khắp nơi với Hạ Trạch Viễn, đã từng ghi chép lại không ít tài liệu. Thế là tôi thử chỉnh sửa lại các video đăng lên mạng, hiệu quả còn không tệ số liệu không ngừng tăng lên cho tôi thêm lòng tin kế hoạch cũng dần dần rõ ràng hơn à viễn em muốn làm blogger du lịch tiện thể quảng cáo cho homestay của anh sao trả tiền quảng cáo đây anh kéo tôi vào lòng đè tôi xuống người hỏi trả như thế nào trả bằng thân hay trả bằng cái nào tôi vùng vẫy mấy lần không thoát ra được ngược lại còn bị sự thay đổi của anh dọa sợ đến mức không dám di chuyển nào có ai làm ăn như anh đâu ít ra cũng phải nghĩ giúp em cái tên tài khoản chứ giờ vận động một chút đi khéo lại có linh cảm đây đến khi tôi tỉnh dậy thì ngoài cửa trời đã tối om hạ trạch viễn ngồi trước máy tính xem video của tôi ấn đường anh cao lại ngón trò thỉnh thoảng ấn chuột tôi dựa vào lưng anh vùi đầu vào hõm cổ anh cắn nhẹ hại em không làm xong việc rồi cắn anh này anh duỗi tay kéo tôi lên đùi anh em xem tên này như thế nào giao diện thay đổi trên màn hình hiện lên một hàng chữ Tương lai dù còn cả ngàn khúc ca giang dở Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý tình cảm rất hay mang tên Yêu đương 4 năm, tổng tài không chịu cưới và cái kết mất vợ Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.